hôm nay tưởng bàn luận làm thể, nghĩa là mình học lý thuyết từ tối luôn hả? Ở Hôm đây. qua cô nói là mình làm thể, tuy nhiên bây giờ mà mình bắt đầu vào lịch sử trước thì có nghĩa là đến K2 mình sẽ làm thể đó chị. Dạ. Alo, gì đó. Do không chuẩn bị á, cứ nghĩ lý thuyết là về nhà học ấy. Chị nói cái này nghe hiểu được chưa? Alo, mọi người đã nghe em nói chưa? Alo, 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 alo. Cái tiếng nhạc đó là từ đâu ta? Alo, Deepa ma'am, can you speak? Dạ. Cô tắt tiếng kìa. Ma'am. Dạ dạ ok dạ yeah, I can hear you now. Rồi mọi người ơi, mình bắt đầu ha. Mọi người ơi, mình bắt đầu nha. Yes ma'am. Yeah ma'am, can you start from I'll start from the beginning? Yeah yeah. Okay. That would be great. Yeah. Oh, xin lỗi mọi người về trục trặc kỹ thuật nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lại từ đoạn đầu ha. Yeah. So we are looking at history introduction, and we would like to believe that when we talk about history, and we all know as we have studied that history generally belongs to the past. We are looking at some of the incidents that have happened in the past, or anything major that has happened, or even anything minor that has happened in the past, right? And this past belongs only to us as human beings, because animals, we don't know. Do they really look into the past and look at history? Rồi, hôm nay mình sẽ bắt đầu với lĩnh vực lịch sử và phần tổng quan về lĩnh vực lịch sử ha. Thì khi mà mình nói đến lĩnh vực lịch sử thì thường mình luôn nghĩ lịch sử là những cái gì đã xảy ra trong quá khứ, có thể là những cái thành tựu lớn hay là những cái thay đổi nhỏ. Tất cả đều đã xảy ra trong quá khứ. Thì khi mà mình nói như vậy thì mình thấy lịch sử là một cái gì đó thuộc về nhân loại. Còn khi mà mình nhìn ra những cái loại động vật khác thì mình không có thực sự chắc chắn là những cái động vật khác có cái hành động giống như con người không, là nhìn về lịch sử của họ rồi suy ngẫm như con người làm. Yes ma'am. And so therefore we want to say and believe that history is the study of how mankind has evolved right from the very beginning up to this date. And with every passing second, you know, we become history. We create history. Okay. Rồi. Và vì như vậy thì chúng ta tin rằng lịch sử là cái quá trình ghi nhận cái sự tiến hóa của loại người. Tất cả những cái điều, tất cả những cái gì đã xảy ra thì đều biến thành lịch sử của con người. Tất cả những cái sự kiện diễn ra trong từng cái giây phút này rồi sẽ trở thành cái lịch sử của con người hết. Yes, ma'am.
So in the Montessori House of Children or in an elementary environment, we would like to offer history to the children as an item of human culture. Rồi. Và vì lý do như vậy thì ở trong ngôi nhà trẻ thơ 36 hay ở trong môi trường tiểu học, chúng ta giới thiệu lĩnh vực lịch sử cho trẻ như là một cái lĩnh vực trong toàn trong văn hóa của nhân loại. Yes, ma'am. So what is item of human culture? Would any one of you like to tell me? Rồi, mình vậy khi mà mình nói đến những cái lĩnh vực trong văn hóa của con người thì ý của mình là như thế nào nhỉ? Có anh chị nào mình chia sẻ cái hiểu của mình về cái khái niệm này không ạ? Có ai có ý kiến? That is all related to human. Everything that appear in the life of human. Can you elaborate that more? Because there are many things that appear in the life of a human. Any meaningful things in the development journey of human. Mm-hmm. Yeah. Somebody has said achievements made by human. Mm. Okay. So when we say an item of human culture, we are looking at all those things that are there alive in our environment that we as human beings use them. Mm. Okay. We are using them day to day, in and out, for it